Ok, hello, xin chào em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Trader Fun. Thì hôm nay á, mình sẽ lại tiếp tục làm video recap lệnh những gì mà mình đã vào trong phiên giao dịch hôm thứ 5 ngày hôm qua. Rồi, thì anh em có thể để ý này. Cái đêm ngày hôm qua ấy, sáng ngày hôm qua ấy, là gì M15 nó đã chốt đảo chiều từ giảm thành tăng rồi anh em nhá. Thì cái lúc này, cái thời điểm, cái lúc phiên Á ấy, ngày hôm qua ấy, nó đã có một nhịp BBS lần đầu tiên sau khi nó chốc rồi. Ok, thì lúc này em để này, sau khi nó chốc ấy, nó build một cái nhịp indication mới bên dưới này này. Ok, và bây giờ cái plan chính của mình là gì, là có thể cái sóng M15 nó đã là sóng uptrend rồi, thì có thể là mình sẽ canh cái nhịp nó pullback về, nó lấy instrument đúng không anh em, và có thể chúng ta mua lên theo chiều pro trend M15 tăng em nhá, hoặc là chúng ta sẽ canh những cái nhịp anh em bán counter và maximum target đến lên xuống về đến cái instrument mới của M15 này với anh em, hoặc là có những cái nhịp mà nó tiếp tục nó tăng lên nữa em nhá, build những instrument mới lên, thì có thể là đây là những cái plan khả năng có thể xảy ra trong cái phiên giao dịch của ngày hôm qua và phiên London lúc chiều và phiên New York lúc tối. Ok này, thì bây giờ mình vẫn cho nến chạy xem ra phản ứng nha. Hiện tại đang trong phiên New York, vẫn đang trong phiên Asian thì không có phản ứng gì đâu anh em ạ. Đây này, trong phiên Á lúc này khoảng tầm hơn 12 giờ và giá lấy instrument này em này, và trên đây vẫn là cái đỉnh phiên Á này, dưới đây cái đáy phiên Á trùng cái đáy swing low này, swing low M15 này. Ok anh em, và xem giá tiếp theo là gì nha. Đó, sau đó giá lại BS liên tiếp phát nữa anh em ạ, thì lúc này đụng ngay vào phiên New York, thì lúc này cái swing high mới trên đây và swing low lúc này chuyển dịch lên từ đây. Ok, đồng ý không? Rồi, thì cái lúc này là em để ý này, cái swing low lúc này của M15 ấy nó sẽ trùng với cả cái indication mới em nhá. Ok, thì cái lúc này nếu mà lúc này vào trong phiên London ấy vào trong phiên London, cái ý tưởng của mình là gì, là khi mà mình nhận thấy nó build một cái instrument trùng cái đáy swing low này, thì cái ý tưởng là mình có thể là mình đánh một nhịp counter về và sẽ có nhịp là nó về nó mitigate, nó sweep thì chúng ta lại mua lên tiếp, còn chờ một đóng đến qua thì lại là chốc đảo chiều của M15, còn trường hợp tiếp theo là gì, là vẫn có cái nhịp khả năng cao là gì, là lại tăng lên tiếp và build một nhịp instrument mới em nhá. Thì anh đấy này, cái chỗ thời điểm này này, lúc này mình có xuống xem cái cấu trúc M1 em nhá, cấu trúc M1 này em nhìn này, thì nếu mà cái ý tưởng mà anh em muốn đánh counter ấy, sau khi nó vừa bị BOS cái đỉnh swing high mới của M15 qua cái đỉnh phiên Á này đúng không, thì cái chỗ này là chốc lúc này chúng ta ở đâu, nó ở dưới đây này em này, chốc M1 này đúng nhá, đồng ý không? Cái tại vì sao cái sóng swing, tức là sóng chính của M1 ý, nó vẫn là sóng uptrend em nhá. Đấy, thì cái chốc này chỉ là chốc của cấu trúc internal thôi, và em sẽ giáo phản ứng tiếp theo này em đi này, cái chỗ đoạn này này mình phải back lại một chút, đây back lại một chút nhá em đi này, cái chỗ này nhá, nếu ở trên đây này nó là cái đỉnh mới lập đúng không, mới tạo đúng không, thì có thể anh em để này, nếu mà đợi chốc ý thì em đợi chốc ở chỗ nào, nhìn này đấy em nhìn này, nó sweep cái đỉnh này em nhá, nó sweep này được chưa. Ok rồi, và sau đó sau khi sweep thì cái chốc mới của chúng ta nó chuyển dịch lên đây là em này, đây này đó. Ok, và xem giá tiếp theo gì nhá, sau đó xuống nó chốc này, thì ngay sau khi nó chốc cái nó đóng cây lên này qua này, mình có limit lại như này, cái vùng order block này này đây này anh em nhá, nó chốc qua này mình có limit lại như này em nhá, vào luôn tại tại vùng này này, limit ngay tại cái đáy này ở cái vùng giá là 8538 này, SL 3,5 pip này, TB 3R đi 105, và maximum target lúc này là về đến đâu, về đến cái indication M15 bên dưới này em nhá, lúc này đang là sell chính là cao từ trên, em nhìn lại M15 này, nhìn này sóng M15 đang là sóng uptrend này em nhá, và nó vừa mới build qua cái đỉnh này, nó build một indication mới chụp cái đáy swing low em nhá, và cái ý tưởng mình gì, mình có thể mình sell, muốn sell counter về. Ok đồng ý không, và em nhìn giá phản ứng tiếp theo này và chấp nhận rủi ro nhá khi đánh counter, và cái lúc đó nhá mình có limit luôn một lệnh tiếp theo cái vùng order block này ngay khi chốt một sweep ý, em nhá, đó 61 này 1,5 pip TB 3R em nhìn này, mình limit tại vùng bên trên này một chút này. Ok, và xem giá tiếp theo là gì này, giá lên một phát
Em nhá. Em nhìn này, nó hit SL của mình luôn hai cái lệnh này. Đó. Thì túm lại là gì, mình bảo rồi, hai cái lệnh này nhá. Nó gọi là hai cái lệnh đỉnh counter trend và mình chấp nhận rủi ro là mình sell, tức là mình chặn tàu chỗ này này. Chỗ này cái lệnh này nó gọi là lệnh chặn tàu này và nó gọi là cái lệnh hai risk hai return em nhá. Tức là mình kỳ vọng ấy là cái sóng M1, em nhìn này. Sóng M1 nó đang là sóng uptrend. Em nhá, đồng ý không? Và lên tới đây này, em đi này. Nó chạy một mạch đúng không? Và lên tới đây là mình lấy xuống cái phần chốc này này và dưới đây là mình kỳ vọng này sell hẳn về cái vùng order block này, cùng lắm thì nó về order block M1 bên dưới này này. Có setup thì có thể là nó sẽ có đảo chiều đi lên, mình không kỳ vọng về hẳn dưới vùng insum lần đâu em nhá. Đấy, cho nên là gì, là hai cái lệnh này là hai cái lệnh đầu tiên thua của chiều ngày hôm qua. Ok, và xem ra bằng tiếp theo là gì nhá. Em đi này, đây mình sẽ co lại bớt lại cho nó đỡ đỡ vướng nha. Và em để ý này, lên tới đây nhá, nó vẫn là sweep inducement nhá, nó chưa đóng đến qua đâu em nhá, thấy không? Thì cho đến chạy tiếp này, đấy em nhìn này, tức là cái gì, cái đỉnh swing hai này sau khi lấy inducement chỗ này này, nó vẫn giữ giá em nhá, nó vẫn giữ giá, nó không phải là nó phá qua đâu. Đây swing hai major hai của M1 đây này em nhá, cho nên là gì, là cái thời điểm này ấy, mình cứ để cho nến phản phản ứng xem giá phản ứng tiếp theo là gì nhá. Cho nên là để cho lên chạy đi. Ok. Đấy, em đi này. Ngay sau khi cái thời điểm này nó sweep này, sweep sweep liên tục, em thấy không? Nó sweep đỉnh liên tục này. Đó. Đây. Thời điểm này mình có vào lại một lệnh này ở ở đây một phát luôn này em này. 8577. Đấy, và TBASL là mình để là 1,5 pip. TB 4R à, 3 4,5 pip và 3R. Em nhìn này, cái đỉnh này này nó sweep cái cây nến này này, và nếu anh em nào mà limit cái vùng này, nó chính là vùng, nó gọi là vùng POI ẩn này em nhá. Ok, đồng ý không? Đó, limit mình limit nó lệnh kiểu này này. Rồi, em này, và xem ra phần tiếp theo là gì nhá. Đó, em thì nhìn này, cái vùng này nhá, cái vùng này này nó về đây nó mitigate này em nhá, đồng ý không? Và sau đó là gì này, em để ý này, cái chỗ đoạn này là sau khi nó đồng đến cái chỗ này nhá, đáng lẽ ra nếu mà em phải đợi chốc khi nó sweep cái đỉnh này, em phải chốc đợi chốc tiếp, nó chốc ở dưới đây này em này em nhá. Nhưng em để ý này, cái chỗ trên đây này nó build một cái, nó gọi là cái thanh khoản, cái equal hai chỗ này này, nó là thanh khoản cho cái POI ẩn này này em nhá. Đây cái hai đây, equal hai đây, thấy không? Thấy hai cái đỉnh bằng nhau không? Nó bị vùng thanh khoản này này. Đấy. Thế cho nên là gì? Mình quyết định mình limit lệnh ở đây nữa. Ok anh em, đồng ý không? Và sau đó xem vào giá phản tiếp theo là gì nhá. Rồi, em đến này. Sau khi nó khớp cái lệnh này đúng không? Thì mình quyết định ấy, em đến này, nó đóng đến như này đúng không? Mình quyết định mình lại limit tiếp phát. Mình nhồi, tức là mình nhồi thêm một lệnh phát nữa ở đây này em này. 8570 này. Để 1,5 pip SL thôi, TB 3R. Ok, đồng ý không? Đấy, thì sau khi nó chạm cái POI này này, nó đóng đến như này, thì mình limit tiếp một lệnh này, mình scale thêm một lệnh này nữa anh em nhá. Thì xem giá tiếp theo là gì nhá. Đấy, nó về nó hit lệnh nhá. Nó hit lệnh này. Hit lệnh và em xem giá phản ứng nhá. Đấy, nó hit TB của hai cái lệnh này luôn. Ok, đồng ý không? Đấy, thì đấy là bốn cái lệnh đầu tiên của phiên chiều em nhá. Ok, thì xem giá với thế nào là gì nhá, và sau đó giá phá lên theo cái chiều M1 swing. M1 lúc này vẫn là sóng uptrend mà, thấy không anh em? Thì đấy là cái bốn cái lệnh đầu tiên, hai cái lệnh đầu tiên mình nói tóm lại, hai lệnh này nó bị, nó gọi là bị stop, bị gọi là bị stop hand, nó quét em thì nó quét swing hai, nó quét liên tục này, liệt cái SL hơi ngắn một chút em nhá. Cái lệnh là mình chọn, mình rig tại cái vùng order block chỗ này này, cái lệnh 3R này. Đây cái lệnh này này. Đấy, mình đặt đặt thế này thôi, chấp nhận rủi ro là như thế. Ok. Thì đấy là bốn cái lệnh đầu tiên của phiên London nhá. Và tiếp theo quay lại M15 này. Em để ý này, xóa bước này đi chỗ vướng. Nhìn cái sóng cấu trúc M15 nhá. Là gì? Là mới đầu mình sell, mình kỳ vọng là sóng nó sẽ pullback về, nó mitigate cái issue này đúng không? Còn cái trường hợp vẫn một cái pen nữa là gì? Khả năng nếu mà sóng nó không pullback về, nó tiếp tục tăng lên, nó build một cái edition mới thì edition mới chuyển dịch lên. Ok anh em, thì có thể là những cái lệnh
cái lệnh sell này có thể ăn sóng ngắn thôi hoặc có thể bị SL như mình. Ok, đúng không anh em? Đấy, thì đấy là cái ý tưởng và bên cứ cho nến chạy thôi em nhá. Xem ra phần tiếp theo là gì nhá. Đây, em lại đến cái thời điểm này. Cái thời điểm này nó quét thanh khoản cái đỉnh này. Nó quét thanh khoản cái đỉnh này. Thì lúc này nhá, mình nghĩ là gì? Khả năng là gì? Lại có nhịp lúc này này, cái Edison mới chuyển dịch xuống đây này. Thấy không? Ok, nó chuyển xuống đây này. À, chuyển dịch lên đây này. Đấy thì khả năng là gì? Mình sẽ đánh một nhịp counter về cái Edison này cũng được em nhá. Và em sẽ ra vào tiếp theo là gì nhá. 61 này. Em nhìn này, chốc lúc này ra ở đâu, nó ở trên đây này. Đây là nó về, nó vừa hay đóng đến, vừa hay nó chốc này em nhá. Sóng mơ một số win ý, nó vẫn là sóng uptrend nhá, nó vẫn là sóng tăng, được chưa anh em, đồng ý không? Đấy thì cái lúc này nếu anh em nào nhìn đánh theo cái cấu trúc 2 time frame ý, sau khi nó quét cái đỉnh này này em nhá, nó build một cái initial cho bên dưới này này, đây bên dưới này này nó chuẩn bài đấy, thì có thể là anh em sẽ sell nhịp cao tổ tiếp về maximum là để cái instrument này đánh cao thừa thì về đến instrument thôi nha em nhá. Đấy thì xuống lại cấu trúc M1 này, lúc này này nhìn M1 này, nó build một cái instrument chỗ này sau khi nó chốc. Ok đúng anh em. Và lúc này ở trên đây này nó chỉ còn duy nhất một vùng order block, cái vùng này này em nhá. Đấy và em sẽ giải thích là gì nhá. Đấy nó lại phi thẳng xuống tiếp một mạch nữa, thì lúc này nhá mình có limit một lệnh ở đây luôn em nhá. 8628 này, limit 2 pip này, TB3R. Ok, và có thể TB thẳng về cái instrument này cũng được em nhá, nó cũng gần ngay sát, nó hơn 3R một tí nếu đạt TB. Và em xem giá tiếp theo là gì nhá. Phải mình cho nên chạy hẳn nó sao. Đấy, cho nó nhanh. Đó, anh em thấy không? Nó lại không khớp cái lệnh này của mình em nhá. Em nhá, không khớp cái lệnh này của mình. Và túm lại là gì? Là sau đó sập thẳng xuống, nó mitigate luôn cái Edison M15 này lên qua khớp bình swing 2 mới ở bên trên này này. Bình swing 2 này này. Đây. Em nhá. Đấy thì cho nên là gì? Em nhìn này. Lúc này swing 2 chuyển dịch lên đây. Tí cho nên là lúc này có thể là anh em đợi cái nhịp nó về hẳn cái PY M15 bên dưới, anh em thì mua lên được. Đấy, hoặc cái trường hợp mà nếu mà lấy đủ thanh khoản thì tiếp tục nó tăng lên em nhá. Thì hôm qua tiếp tục là cái gì, vào phiên New York mình sẽ canh ở vùng này, đặt cảnh báo vùng này, nếu về đây này có setup mình sẽ mua lên theo trường project em nhá. Và em sẽ giá tiếp theo là gì nhá. Và sau đó cái lúc mà 19:30 này, nó tin cái tin mà employment claim, tức là số đơn thất nghiệp của Hoa Kỳ nó ra ấy, thì sau đó tin nó ra là phá, nó bị hết thẳng lên theo trường project 15. Đấy thì lúc này này cái swing low mới 15 nó lại chuyển dịch này, nó không về đây, mitigate là chuyện bình thường, lấy đủ thanh khoản vùng này là nó đi luôn anh em nhá. Thế thì tóm lại là gì, hôm qua cái kỳ vọng là cái vào phiên New York mà nó về hẳn cái vùng PI bên dưới này có sắp thì mình nên theo chiều pro trend, nhưng nó không về thì thôi. Thì tóm lại là hôm qua phiên New York mình sẽ không có lệnh em nhá, nó bị sau khi bị thì mình cũng đóng máy mình nghỉ thôi anh em ạ, không có setup. Đấy vào đây thời điểm tại này, cả đêm qua nó sập xuống một mạch thì lúc này nó lại là chốc em thấy không? Ok đồng ý không? Thì lúc này cái đỉnh swing 2 trên đây, swing đầu bên dưới đây. Và lúc này update luôn cho em cái chart ngày hôm nay này. Cái chỗ này là đêm nó về nó lấy instrument này, đúng không anh em? Đấy và sau đó là gì? Tiếp tục nó bia xuống tiếp em nhá. Đấy M5 lại đảo chiều từ tăng thành giảm. Đấy thì lúc này cái swing đầu nó đang ở đây này. Swing 2 đây. Ok. Em nhá. Và lúc này sau khi nó BOS thì cái đỉnh swing 2 mới nó trùng với cái instrument mới nó trùng với đỉnh cái đỉnh swing 2 này, instrument mới có 15 trùng đây. Ok anh em. Rồi, thì đây là thời điểm hiện tại. Ok. Đấy thì túm lại là gì? Tổng kết lại mình quay lại M1 này. Ngày hôm qua nhá. Tóm lại là mình vào tổng cộng là 5 lệnh em nhá. Thì 4 cái lệnh đầu phiên London lúc chiều này mất 2R lúc đầu này. Và sau đó thì mình nhận thấy là đây là chỉ hiện tượng nó mình bị stop hand thôi, tức là nó quét thanh khoản, nó quét dâu cái đỉnh swing 2 M1 đây này. Và sau đó mình nhồi tiếp hai lệnh này tiếp theo. Mình vào lại hai lệnh này em nhá. Đấy. Thì tóm lại là mất 2R lệnh này và được lại 6R, thì là tóm lại tổng lại được 4R. Và cái lúc mà nó quét cái đỉnh này, nó quét cái đỉnh cũ của M15 này này, mình muốn đánh counter về mà. Đúng không? Hôm qua cái view của mình chỉ là counter tại vì sóng M15 nó bị quét lên rồi. Đây nó quét cái đỉnh này.
thì mình muốn đánh về cái instrument bên dưới này, nhưng mà nó không khớp lệnh của mình thì thôi em nhá. Còn cái trường hợp này hôm qua mà nó khớp được cái lệnh này của mình nữa thì đẹp, thì ngon, nhưng mà không khớp thì thôi. Đấy, thì đấy là tất cả những cái lệnh mà mình đã vào trong ngày hôm qua, và cái kết quả giao dịch mình sẽ để cho anh em xem. Ok. Rồi thì cái video này nó cũng đến đây thôi, và mình cũng xin kết thúc video tại đây, và cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này. Anh em xem video nhớ like video giúp mình. Anh nào mà mới tham gia kênh nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để có thể nhận được những video sớm nhất từ mình. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye anh em nhá.